Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 71, trở về Phúc Ninh. Lâm gia cầu cạnh khắp nơi, rốt cuộc đốt lót được cho phủ thuận thiên. Đám tặc phỉ kia nắm chặt lấy lâm gia mãi không buông, bị đánh mấy chục ngậy mà vẫn khăng khăng treo câu lâm đại lão ra là chủ mưu bên miệng nhưng quan gia trong nha môn không ăn chay nhận đại lễ của lâm gia xong liền nhanh chóng phan đám tội phạm này vu oan cho lâm gia ngay sau đó chuẩn bị định tội trừng trị lâm gia vốn cho rằng đã thoát nạn không ngờ chẳng biết thế nào mà chuyện lâm đại lão gia tìm kiếm tiểu thiếp của ngô đại nhân lại lan truyền khắp kinh thành lâm di ngước lên hỏi lão thái thái chi trưởng thế nha môn có tiếp tục tra xét không ạ à? lão thái thái chi trưởng cười nói lâm gia trước giờ là gia tộc lớn làm gì có thể bị vài tên tặc phỉ cắn ngã chứ? chỉ cần lo lót vài người là xong chuyện, quan phủ sẽ không định tội lâm gia đâu. Cây lâm gia sợ không phải là bị phán tội mà là hỏng thanh danh cơ. Lâm gia xảy ra chuyện như vậy, tất cả người trong kinh đều nhìn chằm chằm, phàm gió thổi cỏ bay đều sẽ lọt vào mắt người khác ngay. chuyện lâm gia âm thầm đối phó với thành quốc công sẽ cũng bị điều tra ra. kể từ đó ai cũng biết lâm gia muốn đánh lén sau lưng thành quốc công cộng thêm lâm gia và thành quốc công đã tích không ít ân oán bây giờ lâm gia có muốn phủi đi cũng không dễ thư của ngô đại nhân hiện đã được đưa vào cung gia tộc lâm thị lăn lộn trên quan trường nhiều năm nên biết thời điểm này hiểu rõ thanh ý là chuyện khẩn yếu nhất nếu hoàng thượng nuôi ý định trừng phạt thành quốc công như vậy lâm gia vừa hay có thể tranh một phần công lao cục diện hiện giờ không dính dáng nửa phần tới trần gia cho nên Trần Gia và Trịnh Lão Phu Nhân chỉ cần khoanh tay đứng nhìn. Lão Thái Thái chi trưởng tự tay trải tóc cho Lâm Di, hai ngày tới ta sẽ dẫn cháu đi chào hỏi người trong tộc, để trưởng bối trong tộc biết mặt cháu. Bá tổ mẫu, Lâm Di dựa vào người Lão Thái Thái chi trưởng, từ khi nàng đến chỗ chi trưởng, Lão Thái Thái chi trưởng đã hao tổn biết bao tâm tư nâng đỡ nhà bọn họ. Lão Thái Thái chi trưởng cười nói, chỉ cần trong tộc gật đầu, cha mẹ cháu liền có thể chuyển đến đây sống. Tuy có thể phủi tay đứng nhìn Lâm gia và Thành Quốc công đánh nhau, nhưng bọn họ cũng nên bắt đầu tính toán bước kế tiếp rồi. Trước tiên quan trọng nhất là phải lấy được sự ủng hộ của người trong tộc. Mấy năm nay lão tam không qua lại với người trong tộc, khi thật sự gặp khó khăn, có nhị lão thái thái đồng thị ở giữa làm khó dễ, sẽ không có người nào bước ra giúp đỡ. Bà còn muốn chính thức nhận lão tam làm con thừa tự lục nha đầu về sau sẽ là cháu gái ruột của bà lão tam tuy hơi thẳng tính và bướng bỉnh nhưng lục nha đầu lại khéo léo biết trước biết sau mấy lão già trong tộc chắc chắn sẽ thích con bé lão thái thái chi trưởng nghĩ đến đây thì hơi nhướng mày chẳng phải nhị lão thái thái muốn tranh vị trí trưởng từ con vợ cả của chi thứ hai sao cha cháu sang chỗ chi trưởng vừa hay nhường vị trí đó lại cho con trai bà ta Lâm Di cười nhìn vẻ mặt danh mãnh của lão thái thái chi trường, so với vị trí trưởng tử chi thứ hai, nhị lão thái thái đồng thị càng muốn con trai mình nhập vào chi trường hơn, như thế cả hai chi trần gia đều rơi vào tay bà ta. Từ hôm đó trở đi Lâm Di chăm chỉ theo lão thái thái chi trường đi bồi dưỡng quan hệ với các tộc nhân trực hệ trần thị, biết được lão thái 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 nhà ai qua lại với lão thái thái chi trường và nhà ai chăm chăm nịnh nọt đồng ra. Lâm Di còn chưa nắm hết toàn cảnh của gia tộc thì đã có tin gia tộc Lâm Thị bị ngự sử trong chiều vạch tội truyền tới rồi. Tấu chương của ngự sử viết rất rõ, lùi tới với tặc phỉ cướp bóc thường dân. Lão thái thái chi trưởng mỉa mai bảo, Lâm gia cũng bất ức thật, kẻ bị quan phủ bắt nào phải tội phạm gì. Ngày thường trong kinh có không ít người chạy việc cho gia tộc lớn, có bao giờ thấy ai đang trên đường đi làm việc lại biến thành đạo tặc đâu. Mà nói thế nào đi nữa, đã có người động thủ rồi lâm gia sẽ không khoanh tay chịu chết đâu trong khi người lâm gia đang bận bịu giữ gìn thanh danh nhà mình trần doãn viễn lại mang đến một tin tốt khang quận vương ra mặt chọn người thích hợp đến phúc ninh áp chế thiên tai rồi con được phép ở lại kinh con cũng thăm dò được hồng lô tự vẫn còn chống một chân thiếu khanh hồng lô tự là một trong lục tử bao gồm đại lý tử thái thường tử quang lộc tử Thái Bộc Tử, Hồng Lô Tử và Thượng Bảo Tử. Thiếu Khanh là chức quan phó quan, dưới chức tự Khanh, trưởng quan của các cơ quan lục tử. Trở thành Thiếu Khanh của Hồng Lô Tử tương đương với là một viên quan nhàn tản. Trần Doãn Viễn thấy hơi không cam tâm, thở dài chán nản. Lâm Di nghe được lại sáng mắt lên, với tính tình của cha, có thể ít can thiệp vào chuyện triều chính thì về sau nàng sẽ bớt phải lo sợ phập phòng không ngờ chuyện ở lại kinh lại thuận lợi như vậy lão thái thái chi trưởng cũng vô cùng tán thành việc trần doãn viễn nhậm chức ở hồng lô tử ở tuổi cậu có thể lấy được chức thiếu khanh cũng không tệ rồi khi nào mọi chuyện ổn định lại tìm vị trí tốt hơn là được trần doãn viễn vẫn đắn đo ông ở phúc ninh cần cù làm việc nhiều năm từng ngọn cây cọng cỏ ở đó cũng thấy có cảm tình lúc còn tại nhiệm luôn muốn bỏ đi tìm một vị trí an nhàn hơn nhưng khi thật sự sắp phải đi ông lại không nữa Bên Phúc Ninh còn rất nhiều chuyện con thấy hay là chờ một thời gian nữa ít ra phải bàn giao. Có cái gì mà bàn giao? Lão thái thái chi trưởng gạt đi, không phải lúc nào trong kinh cũng có vị trí trống. Lúc triều đình triệu cậu về kinh báo cáo, tất nhiên đã cho cậu đủ thời gian bàn giao. Ở tuổi cậu, làm gì cũng phải cẩn thận, cân nhắc đến vợ con của mình chứ không phải ở lì trong quan trường không màng sớm chiều. Phàm là quan nhị phẩm tam phẩm, có ai không phải nhẫn nhịn khi cần nhẫn nhịn, phải tránh khi cần tránh đâu? Nếu cậu còn tiếp tục lo trước lo sau thế này, tấm lòng của ta coi như đều uổng phí. Trần Doãn Viễn sợ hãi quỳ xuống, "Lão thái thái đừng giận, con xin nghe theo lời lão thái thái." Lão thái thái chi trưởng khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, "Bên Khang quận vương có nói gì không?" Trần Doãn Viễn đứng lên ngồi xuống một bên, từ lần trước uống rượu với nhau thì không có gửi lời nào khác. Nói tới đây ông hơi ngập ngừng, còn định đến đó cảm tạ ngài ấy. Lão thái thái chi trưởng cũng gật gù, nghe cậu nói vậy, xem ra khang quận vương là người có thể kết giao. Phải biết rằng quan to hiền quý trong kinh hiện giờ, hễ duỗi tay một cái là có thể khiến người ta thiên ân vạn tạ đấy. Trần Doãn viễn cười nói, lão thái thái nói rất đúng, con cũng có ý như vậy. Trước mắt lâm di hiện lên vẻ mặt không thể nhìn thấu của Chu thập cửu người càng dễ thỏa mãn bởi tiền tài càng đơn giản chu thập cừu không phải là kẻ tích mưu lợi nhỏ với báo cáo thành tích hạng yêu trần doãn viễn nhanh chóng xin được chức thiếu khanh ở hồng lô tự biết tin lão thái thái nhánh nở nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi về sau lâm di mới hay cha nàng có thể khỏi phải về phúc ninh là nhờ có một vị nghiêm đại nhân nào đó đi thay vị nghiêm đại nhân kia là một người cực kỳ ngay thẳng lúc đương kim thánh thượng đăng cơ có ý định đúc lại đồng tiền, vị nghiêm đại nhân kia ở liền trước mặt mọi người đứng ra phản đối, bị thánh thượng nhốt vào ngục. Lâm Di nghe ca ca kể lại chuyện nghe được ở thư viện. Ngôn quan ra ra vào vào lao ngục vì can gián thánh thượng là chuyện như cơm bữa, đó là chức được người ta kính nể nhất trong số các quan văn. Vì vậy quan văn liều lĩnh không thèm để ý tính mạng như cha mới có thể nhiều như vậy, triều đại nào cũng có, tựa che già măng mọc, hết lớp này đến lớp khác. Vị nghiêm đại nhân chính trực này là do Chu Thập Cửu tiến cử Lâm Di bất giác nghĩ đến cảnh ngộ kiếp trước của cha nàng. Tên Chu Thập Cửu này thật biết cách lợi dụng môn quan. Nghiêm đại nhân đến Phúc Ninh, quan viên ở Phúc Ninh chắc chắn sẽ như gặp đại địch. Thảo nào mấy ngày nay cha nhàn nhã như vậy, cứ như bị người ta bỏ quên sau ót rồi. Nhưng rất nhanh sau đó Trần Doãn Viễn lại phải lên đường đến Phúc Ninh bàn giao với Chi Châu Tân Nhiệm. Trước khi ông đi, lão thái thái chi trường liên tục dặn đi dặn lại, bàn giao xong công vụ thường ngày thì về kinh ngay. Bây giờ cậu đã là quan ở kinh thành, phải đặt nặng chuyện trong kinh. Trần Doãn viễn khom người đáp, lão thái thái yên tâm, con biết à. Tiêu thị rưng rưng nước mắt đưa tiễn Trần Doãn Viễn, dặn dò quản sự nhất định phải giúp lão gia lo liệu mọi chuyện trong nhà ồn thỏa. Sau khi về nhà bà còn nắm tay Lâm Di, hối hận không thôi lẽ ra mẹ phải cùng cha con về phúc ninh mới đúng dẫn theo gia quyến luôn không tiện lão thái thái đã nói trước với lâm di nếu tiểu tiêu thị là một người khôn khéo thì có thể cùng trần doãn viễn trở về trông nom chuyện nhà nhưng tiểu tiêu thị lại dễ mềm lòng đi theo tới phúc ninh e chỉ loạn thêm vẫn để quản sự cứ thế nguyên dạng truyền toàn bộ đồ trong nhà cũ về kinh thì hơn trần doãn viễn vừa đi tiêu thị liền bắt đầu đếm ngày ngày nào cũng ở lầm bẩm ở bên tay Lâm Di tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì trượng phu đến Phúc Ninh. Cứ thế không khí trong nhà dần trở nên căng thẳng, thêm nữa Trần Doãn viện mãi vẫn không gửi được nửa lá thư, tiêu thị càng đứng ngồi không yên. Lão thái thái chi trưởng trướng mắt, thành ra hễ ở đâu có yến hội là bà liền trực tiếp lôi tiêu thị đi cùng. Ở trong phòng trịnh lão phu nhân, lão thái thái chi trưởng rốt cuộc cũng nghe được tin tức của Phúc Ninh nghe nói nghiêm đại nhân dâng tấu trương báo rằng số bạc ở phúc ninh nhận được không khớp với con số mà triều đình phân xuống để chấn áp thiên tai trịnh lão phu nhân thấp giọng kể nếu như chuyện này là thật e rằng tam lão gia nhà bà không về kinh sớm được đâu lâm di nhìn khuôn mặt tái mét của tiêu thị không ngờ chuyện ở phúc kiến lại bắt đầu trở nên rõ ràng từ việc chấn áp thiên tai tiêu thị không nhịn được hỏi trịnh lão phu nhân liệu có liên tụy tới lão gia nhà chúng con không à? Muốn trịnh lão phu nhân đáp thế nào chứ? Lão thái thái chi trưởng cau mày liếc tiêu thị, tiêu thị thấy vậy mới im lặng ngồi nghe. Giọng trịnh lão phu nhân đều đều, ta cho rằng chuyện này không phải nhắm về phía tam lão gia, chúng ta tạm thời đừng nóng này, cẩn thận nghe ngóng tin tức thế nào trước đã. Lão thái thái chi trưởng cũng gật đầu, nhờ có bà tin tức linh thông, sau khi lão tam đi, bên nhà ta hệt như bị che tai bịt mắt vậy trịnh lão phu nhân tự tay rời dĩa trái cây sang chỗ lão thái thái chi trưởng trước khi bà đến ta vẫn chưa hay cũng vừa dịp khang quận vương tới thăm thuận miệng nói ta mới biết ấy chứ lão thái thái chi trưởng ngạc nhiên ra là vậy bà ngừng một thoáng lão tam nhà ta có thể ở lại trong kinh đều nhờ khang quận vương hỗ trợ cả quận vương gia còn trong phủ không nhà ta cũng nên đến chào một tiếng Trịnh lão phu nhân mỉm cười, quận vương gia đang nói chuyện với lão gia ở tiền viện, để ta cho người đi hỏi. Lão thái thái chi trưởng cười nói, được vậy thì tốt quá. Lâm Di nghe đến đây, trịnh thất tiểu thư bỗng huyết nhẹ nàng, lần trước chẳng phải tì hỏi ta thập cửu thúc có phải người nhà trịnh gia hay không sao? Thật ra thúc ấy cũng không phải là thập cửu thúc của ta, ta nghe mẹ gọi thúc ấy như thế nên ta cũng bắt trước gọi theo. Vì chuyện này mà mẹ gian dạy ta không ít lần, nhưng may mà thập cửu thúc không đề bụng. Lâm Di cụp mắt, khẽ gật đầu, ta biết rồi. Chu thập cửu chính là Khang quận vương, mọi người đang nói chuyện thì nha hoàn vào bẩm báo, lão thái gia và quận vương gia đến à. Lão thái thái chi trưởng nghe nói liền vội vàng đứng dậy, tiêu thị và Lâm Di cũng đứng dậy theo. Chiều phục màu xanh ngọc bích thêu mãng xà bốn vuốt bằng chỉ vàng, hoa văn thường luồng đính hoàng ngọc nơi thắt lưng nối liền với đường chỉ vàng hai bên eo lên đến bả vai rồi vòng quanh cổ áo. Lầm gì chưa bao giờ nhìn thấy chu thập cửu mặc triệu phục, khuôn mặt anh Tuấn ngày thường vốn tĩnh lặng như suốt trong rừng sâu lập tức tăng thêm nhiều quý khí. Trịnh thất tiểu thư ngồi bên cạnh nàng cũng kinh ngạc kêu lên. Ơ, ờ, thập cửu thúc mặc triệu phục kìa. mươi 72, Khang quận vương sống mũi cao thẳng tựa trúc và bờ môi khéo léo luôn điểm nụ cười ấm áp khiến quy khí bức người trên cơ thể chàng trai dịu bớt được đôi chút, bằng không chắc chẳng ai có dũng khí ngước lên nhìn chàng được hai lần. Lão thái thái chi trưởng muốn tiến lên hành lễ, chu thập cửu đưa tay đỡ bà dậy, mời lão thái thái an tọa Giọng nói trong ấm như thanh tuyền khiến người nghe không nhịn được phải thở dài. Trời tháng bảy cực kỳ nóng, nhưng đứng trước dáng vẻ tao nhã như ngọn gió mát của chàng trai ai cũng bỗng thấy khoan khoái lâm di cúi đầu chỉnh trang phục rồi khuỵu xuống hành lễ chu thập cửu đối ngoại tỉ mỉ như thế lại có chức có tiền thảo nào ai cũng khen không ngơi miệng mày nhờ có khang quận vương giúp đỡ lão tam nhà tôi mới có thể ở lại trong kinh chu thập cửu khẽ cười đúng dịp nên có thể giúp đỡ tôi à là đúng dịp mới có thể giúp đỡ hay là đã sớm tính được trần gia sẽ tới nhờ cậy y trước đó nàng cũng cho rằng vì cha tới nhờ Chu thập cửu mới tiến cử người khác nhưng khi nghe nói nghiêm đại nhân là ngôn quan nổi tiếng gần xa nàng liền cảm thấy chuyện Chu thập cửu giúp đỡ cha quả thật đúng như anh ta vừa nói đúng dịp nên có thể giúp đỡ là tuận lý thành trương chứ không phải là đúng dịp cha không tìm đến cầu cảnh nghiêm đại nhân vẫn sẽ đến phúc ninh Chu thập cửu mỉm cười cầm chén trà lên uống một hớp Đối diện với dáng vẻ đầu cúi thấp của Trần Lục tiểu thư, trong mắt ẩn chứa cảm xúc hơi khác thương. Trong phòng có Tôn thất, Tiêu thị cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng nhìn thấy vẻ hòa nhã của Khang quận vương, bà cũng từ từ bình tĩnh lại. Trước đó có nghe Trần đại nhân nói sức khỏe của Trần lão thái thái không được tốt lắm. Chu thập cửu làm như lơ đãng hỏi chuyện Trần gia. Đối phương ra vẻ tùy ý như thế, Thế nào lão thái thái chi trưởng cũng sẽ đánh tiếng muốn nghe chuyện về cha." Lâm Di ngừng đầu lên, vừa vặn đối diện với một đôi mắt sáng rực. Đôi mắt kia như vô ý rồi cũng như cố ý thu chọn ánh mắt của nàng vào đáy mắt, sau đó chậm chậm hóa thành một nụ cười nhẹ nhàng như gió mát. Lão thái thái chi trưởng cười nói, "Đã đỡ hơn nhiều rồi à? Làm phiền quận vương gia phải hỏi thăm." Chu thập Cửu nâng chén trà bên cạnh lên uống một hớp, "Trần đại nhân nhờ ta tìm một lang trung tốt." vừa hay ta và hồng lão ngự y ở thái y viện cũng có giao tình lão thái thái có thể cho người đưa thiếp tới thái y viện mời hồng lão ngự y đến xem mạch trịnh lão phu nhân ở một bên cười bảo hồng lão ngự y chuyên trị bệnh cho người lớn tuổi thái phi trong cung đều do ông ấy chăm nom nghe nói ngày nào ông ấy cũng bận đến mức chân không chạm đất may có quận vương ra ra mặt mời lúc trước lão thái thái chi trưởng từng nghe danh của hồng lão ngự y cũng biết muốn mời ông ấy thật sự không hề dễ, lão thân tạ ơn quận vương gia. Nói xong bà tỏ vẻ do dự, lão thân còn một chuyện xin muốn hỏi quận vương gia. Lâm Di quét mắt về phía Chu Thập Cửu. Lão thái thái chi trưởng không mở miệng, Chu Thập Cửu cũng đã biết bà muốn nói gì. Chu Thập Cửu thích mua bán quan hệ, lão thái thái chi trưởng chưa nói anh ta đã nhắc tới tên cha nàng, khiến bà và Tiêu thị đều thấy cảm kích. Từ khi quen biết Chu Thập Cửu, Lâm Di học được rất nhiều cách hành xử. Chu Thập Cửu đặt chén trà trong tay xuống bàn, công việc của Trần Đại Nhân rất thuận lợi, theo lý thuyết hẳn sẽ nhanh gửi thư cho nhà thôi. Chính vì không có thư từ gì, lão thái thái chi trường mới thấy lo lắng. Vẻ mặt của Chu Thập Cửu vẫn vô cùng thản nhiên, trong chiều đưa tin, Trần Đại Nhân vẫn sẽ nhậm chức ở Hồng Lô tự theo bổ nhiệm. Chính sự không phải là chuyện cho bọn họ nghị luận quá nhiều, Chu Thập Cửu đã nói rất rõ, chuyện ở Phúc Ninh không có ảnh hưởng gì đến cha. Lão Thái Thái chi trường bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tiêu thị cũng lại xuất hiện nụ cười. Trịnh các lão nói với lão Thái Thái chi trường và tiêu thị mấy câu rồi cùng Chu Thập Cửu đứng dậy cáo từ, tỏ ý không tiện quấy nhiễu nữ quyến nói chuyện, nữ quyến trong phòng đều đứng dậy hành lễ. Trịnh các lão và Chu Thập Cửu đi rồi, lão Thái Thái chi trường mới nhìn trịnh lão phu nhân, thảo nào bà luôn nói với ta rằng khang quận vương không hề tầm thường trịnh lão phu nhân mỉm cười ta đâu nói sai đúng không phong thái thong dong hành xử chừng mực không hề có vẻ háo thắng mạo mạn của tôn thất bây giờ tuổi tác còn nhỏ mà đã vậy thêm mấy năm nữa thì chẳng ai nhìn thấu tâm tư của hắn cả hoàng đế khai quốc của triều đại chu vốn là một hoàng thân đóng đô ở địa phương nhỏ của tiền triều vậy mà lại có thể phụng theo ý chơi khởi binh chỉ vài chục năm đã bình định hết phản loạn các nơi, bước lui hoàng đế tiền triều cản đường mình. Mấy năm đầu lập nước, Đại Chu liên tục mở mang bờ cõi, mỗi lần nhắc đến hoàng tộc Chu thị ai cũng sợ mất mật. Tuy đã qua mấy chục năm, con cháu bắt đầu bị nuông chiều thành bạc nhược, nhưng phẩm chất cao quý tinh anh của con rồng cháu phượng vẫn còn đó. Mọi người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng của Trịnh Ngũ tiểu thư, "Trinh nương có đến đây không ạ?" À? Nhà hoàn bẩm báo lại mấy người trịnh ngũ tiểu thư lục đục vào phòng lâm di ngẩng đầu lên mặt trịnh tứ tiểu thư ửng đỏ lâm phương như còn mơ màng trong mộng chưa tỉnh nếu không được lâm huyền kéo thì hẳn đã đứng ngay tại chỗ lão thái thái chi trưởng dẫn tiêu thị và lâm di đến trịnh gia chơi vừa hay lâm huyền cũng được trịnh tam tiểu thư mời tới lâm phương theo lâm huyền cùng đến trịnh gia hiển nhiên là do nhị lão thái thái đồng thị sắp xếp lại đây hỏi thăm tin tức Trịnh lão phu nhân nhìn trịnh ngũ tiểu thư, trinh nương đâu? Trịnh ngũ tiểu thư liếc nhìn tỉ tỉ mình rồi mới nhỏ giọng đáp, vừa rồi còn cùng bắt bướm trong vườn, sau đó thì tách ra rồi à? Trịnh nhị thái thái nghe nói lão phu nhân và lão thái thái chi trưởng trần gia nói chuyện sắp xong, cũng dẫn hạ nhân mang thêm trái cây tươi đến. Trịnh nhị thái thái vừa mới tươi cười vào phòng, trịnh lão phu nhân liền bảo, mau cho người đi tìm trinh nương, lát nữa phải khai tiệc rồi. Lâm Uyển và Lâm Phương cùng ngồi xuống chỗ của mình, Lâm Uyển nâng chén trà lên đưa cho Lâm Phương. Lâm Phương vẫn còn mơ màng nên bất cẩn quơ tay hất đổ chén trà. Chén trà bằng sứ thanh hoa rơi xuống đất vỡ tan, Lâm Uyển bị bỏng, vừa kêu nhỏ một tiếng vừa đứng bật dậy. Lão Thái Thái chi trưởng đang trò chuyện với Trịnh lão phu nhân, thấy vậy thì giật mình, làm sao vậy, có bị bỏng không? Lâm Phương nhìn thấy chén trà vỡ mới hồi thần, vội nói, là cháu bất cần. Nói rồi cũng nhìn xem tay Lâm Uyển. Không sao, không sao, Lâm Uyển cười phất tay, là cháu mãi nhìn cái đồng hồ cát kia, không liên quan đến tứ muội muội. Lâm Phương thở ra nhẹ nhõm, vẻ kinh ngạc trên mặt lập tức biến thành vẻ thong dong thản nhiên. Xảy ra một màn này, nha hoàn bà tử trong phòng liền bận rộn. Lâm Di nhìn ngón tay Lâm Uyển, nha hoàn sẽ không dâng trà quá nóng bị đổ cũng chỉ hơi giật mình chứ không đến mức bỏng. Quan trọng nhất là váy Lâm Huyền đã bị ướt, cần phải thay váy khác. Lâm Di lẳng lặng đưa khăn cho Lâm Huyền. Tiêu thị kéo tay Lâm Huyền xem xét, bôi thuốc vào rồi thổi nhẹ. Tay Lâm Huyền cuối cùng cũng được xử lý xong. Để ta dẫn tỷ tỷ đi thay đồ khác, trịnh tứ tiểu thư bỗng thân thiện tiến lên, vừa hay ta mới may một bộ váy lụa vẫn chưa mặc, dáng vóc tỷ tỷ cũng tương đương ta hai người đúng là cao cỡ nhau, Lâm Uyển chỉ hơi gầy hơn một tí. Trịnh nhị thái thái cười bảo, cũng tốt, thay đồ xong là vừa vặn ra dùng tiệc luôn. Trịnh lão phu nhân cũng cười, gật đầu tán thành. Trịnh tứ tiểu thư dẫn Lâm Uyển lui ra. Trịnh lão phu nhân liếc nhìn lão thái thái chi trường, tam tiểu thư hiền lành, tứ tiểu thư xinh đẹp, lục tiểu thư thông minh, phúc khí của bà cũng không ít nhỉ. Đến lúc mấy vị tiểu thư tới tuổi làm mai, e rằng ngưỡng cửa trần ra sẽ bị đạp nát mất thôi còn gì nữa trịnh nhị thái thái cũng cười tít mắt bận vừa rồi tiến cung chu phu nhân cứ khen tay nghề của trần tam tiểu thư mãi vừa nói bà vừa che miệng nhìn về phía trịnh thất tiểu thư bức thêu quà của thất tiểu thư nhà chúng ta ở thọ yến được thích nhất phải cảm ơn trần tam tiểu thư và trần lục tiểu thư giúp đỡ đấy trịnh thất tiểu thư nhớ đến tình cảnh bị vạch trần ở trước mặt thái hậu liền đỏ mặt Trịnh lão phu nhân cũng không nhịn được cười, thường xuyên qua lại, ai chẳng biết thất tiểu thư nhà chúng ta không giỏi nữ công chứ. Vậy mà lần đó con bé lại không chịu thua kém đưa ra một bức thiêu hai mặt, Thái hậu liền hỏi thẳng luôn là từ tay của tiểu thư nhà nào. Lâm Di thiêu một bức thiêu hai mặt vô cùng đơn giản, vậy mà cũng không thể giúp Trịnh tiểu thư qua mặt Thái hậu được. Xem ra danh tiếng vụng nữ công của cô bé quá lừng lẫy rồi. Lâm Di quay đầu nhìn Trịnh thất tiểu thư, trịnh thất tiểu thư liền le lưỡi cô bé đã vỗ ngực giao hẹn với trần lục tiểu thư là bị hỏi thế nào cũng sẽ không khai tên trần lục tiểu thư ra chu phu nhân thẩm nương của thập cửu thúc lại nhắc tới chuyện trần tam tiểu thư giỏi nữ công thái hậu quan sát ánh mắt của cô bé liền trực tiếp khen tiểu thư trần gia giỏi giang lúc ấy cô bé chỉ hận không thể khoe ngay với thái hậu rằng trần lục tiểu thư không chỉ giỏi cái này nhưng nghĩ tới lời nhắn nhủ của lâm di rằng ở trong cung đừng nhắc tới trần gia Thập Cửu Túc nhìn bức Thiêu Lâm Di thêu giúp cô bé xong cũng dặn cô bé rằng sau khi tiến cung không thể nhiều lời, cô bé đành nuốt lời trong miệng xuống. Trịnh lão phu nhân tiếp tục trò chuyện với lão thái thái chi trưởng Trần gia, Trịnh Ngũ tiểu thư đi giúp Trịnh Nhị thái thái bầy đũa. Lâm Di ngồi nói chuyện với Trịnh Thất tiểu thư, Lâm Phương thỉnh thoảng cũng xen vào một hai câu trong khi chờ Lâm Uyển và Trịnh Tứ tiểu thư quay lại. Trịnh lão phu nhân lơ đãng liếc nhìn đồng hồ báo giờ chỉ thay quần áo mà mất nhiều đó thời gian thì quá lâu rồi lâm uyển ở trong phòng trịnh tứ tiểu thư thay y phục mới xong ra ngoài lại không nhìn thấy trịnh tứ tiểu thư đâu bèn ra vườn tìm quanh đến gần hồ sen thì bỗng nghe thấy giọng nói nũng nịu của trịnh tứ tiểu thư quận vương gia ta ta làm hầu bao quận vương gia xem thử có thích hay không lâm uyển men theo con đường lát gạch xanh đi tới chỗ phát ra tiếng nói nhanh chóng nhìn thấy bóng lưng cao cao ở cách đó không xa sắc áo xanh ngọc trên người anh ta như hòa là một với lá xanh trong hồ sen kéo dài đến tận chân trời bóng lưng nghe trịnh tứ tiểu thư nói xong liền hững hờ xoay người bỏ đi tay áo bị gió thổi khiến mãng xà tứ chảo lay động như muốn phá không bay lên trịnh tứ tiểu thư cắn môi quyết định không thể cứ vậy mà đầu hàng toàn cất bước đuổi theo thì nghe thấy tiếng trần tam tiểu thư vọng đến ở phía sau tứ muội muội sao muội lại ở đây chúng ta mau trở lại đại sảnh đi Mọi người chắc hẳn đang sốt ruột chờ đấy. Chuyện cưới hỏi giữa Khang Quận vương và Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu có trục trặc, giờ không tranh thủ thì sẽ không kịp." Trịnh Tứ tiểu thư lẩm bẩm, "Quận vương gia ngài không biết chuyện Ninh Bình hầu muốn hứa gả Ngũ tiểu thư cho Ngũ vương gia hay sao?" "Tứ muội muội, bên đó là tiền viện, đừng đi tới nữa." Lâm Huyền lo lắng kéo tay Trịnh Tứ tiểu thư. Trịnh Tứ tiểu thư non mảnh mai mà sức tay lại khá mạnh. Đẩy Lâm Uyển có một cái mà Lâm Uyển đã lảo đảo ngã nhau. Đông Hòa bên cạnh tái mặt, bước lên đỡ Lâm Uyển dậy, "Tiểu thư có sao không?" Trịnh Tứ tiểu thư cũng phát giác sự thất thố của mình, Lưu Luyến nhìn bóng lưng của Khang Quận vương một lần cuối rồi đi lại xem Lâm Uyển. Lâm Uyển thấy xung quanh không có ai khác liền đỏ mắt, đau lòng nhìn Trịnh Tứ tiểu thư, "Sao muội muội lại khờ như vậy, muội muội có gì cứ nói, Quận vương gia nhất định sẽ nghe được." Muội muội đuổi theo có ích gì, không khéo sẽ liên lụy đến thanh danh của mình." Vừa nói, nàng ta vừa kéo tay Trịnh Tứ tiểu thư, "Chúng ta mau đi thôi, tránh để bị người khác phát hiện." "Ta, Trịnh Tứ tiểu thư rơi nước mắt, "Là ta không phải với tỷ tỷ." Lâm Uyển cầm khăn tay lau nước mắt cho Trịnh Tứ tiểu thư, "Giữa tỷ muội với nhau, không cần nói vậy." Trịnh Tứ tiểu thư và Lâm Uyển vừa đi trên hành lang vừa nói chuyện mới qua khỏi gốc cây sơn trà thì bỗng nhìn thấy hai nha hoàn vội vã chạy từ phía khu viện phía tây ra. Trịnh tứ tiểu thư và Lâm Huyền đều nhận ra chỗ khác thường. Trịnh tứ tiểu thư gọi nha hoàn đến hỏi, nha hoàn tái mét mặt, lắp bắp nói, tam gia khánh nhi bên người tam gia nói, tiểu thư trừ ra giết liễu hương à. Trình nương giết nha hoàn thông phòng liễu hương của tam ca. Trịnh tứ tiểu thư kinh ngạc há hốc miệng, sắc mặt cứng đờ, tổ tổ mẫu đã biết chưa? mau mau đi báo cho tổ mẫu và mẫu thân ta. Tiểu Nha hoàn nghe xong liền vội vàng chạy đi tìm người truyền lời. Trịnh tứ tiểu thư và Lâm Huyền chưa kịp đi lại thấy thêm một người chạy ra từ khuôn viện phía tây là Trình Nương với vẻ mặt thất thần. Trình Nương đã không còn dáng vẻ ương ngạnh ngày xưa, vừa đi vừa ngơ ngẩn dơ đôi tay đẫm máu của mình lên nhìn. Trịnh thất tiểu thư bảo người lấy nước ô mai ướp hương hoa quế tới, vui vẻ nhìn Lâm Di uống thế nào, uống ngon lắm đúng không? Lâm Di gật đầu, cho thêm hoa quế vị thơm ngọt càng đậm hơn. Nhưng vẫn không giống cái ta được uống ở chỗ tỉ. Lâm Di lại nhấp thêm một ngụm, ta cho người bỏ thêm ít mơ rừng đấy. Lão thái thái bị nóng không có khẩu vị, uống cái đó sẽ có thể ăn nhiều hơn một ít. Trịnh thất tiểu thư vỗ tay, thảo nào, người ta chỉ dùng cam thảo ô mai thôi, chưa ai dùng mơ rừng cả trịnh thất tiểu thư vừa dứt lời bên ngoài bỗng vọng vào tiếng ồn ào đoàn ma ma bên cạnh trịnh lão phu nhân chậm rãi lui ra chỉ chốc lát sau đã quay lại tới nói nhỏ bên tai trịnh lão phu nhân mấy câu trịnh lão phu nhân mở to hai mắt ngay sau đó liền nhíu chặt mày mọi người còn đang thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì bên ngoài lại vang lên tiếng nha hoàn kinh ngạc hô trần tam tiểu thư cô làm sao vậy trịnh nhị thái thái giật nảy mình vội vàng vén rèm đi ra ngoài xem. Tiêu thị cũng không kìm được đứng dậy đi theo, Lâm Phương, Lâm Di và Trịnh Ngũ tiểu thư theo sát phía sau. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tất cả đều giật mình thẳng thốt. Trên mặt trên người trên tay Lâm Huyền đều dính đầu máu tươi, đang hoảng sợ nhìn Trịnh Nhị Thái Thái. Trịnh Nhị Thái Thái và Tiêu Thị kéo Lâm Huyền lại xem xét tại sao lại bị thương. Bị thương ở đâu vậy? hồi lâu sau Lâm Huyền mới phản ứng lại, không phải con là là Trinh Nương là Trinh Nương. Nghe được hai chữ Trinh Nương, ánh mắt Trịnh Nhị Thái Thái thoang lóe lên, ôm Lâm Huyền vào lòng vỗ về, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Huyền vùi mặt vào lòng Trịnh Nhị Thái Thái, quả khóc nức nở. Trịnh Tứ Tiểu Thư ở cạnh đó cũng đã tỉnh táo lại. Bọn con nhìn thấy người trinh nương bê bết máu nghe nói cô ta giết chết liễu hương bên người tam ca rồi. Gì cơ, trịnh thất tiểu thư không dám tin kéo tay lâm di, trinh nương giết người. Trịnh tứ tiểu thư còn định nói thêm gì đó, trịnh nhị thái thái đã ngắt ngang, quay sang sai bà tử bên người, đi xem đã xảy ra chuyện gì, có phải bọn chúng lại cãi nhau nữa không sáu bảy người bà tử trong phòng lập tức đi mất. Trịnh nhị thái thái để mama hầu hạ bên cạnh mình dẫn trần tam tiểu thư bị kinh hãi đi rửa mặt. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, trịnh gia có ý che lấp, lâm phương tuy muốn hóng hớt thêm cũng chỉ có thể dừng ở đó lâm di chỉ thoáng kinh ngạc rồi bình thản trở lại trinh nương làm mưa làm gió ở trịnh gia như vậy sớm muộn gì cũng phải có kết cuộc như hôm nay thôi thảo nào lão thái thái chi trường thường nói đao giết người không nhất định phải có cán chẳng qua bất kể thế nào vẫn là oan mạng một cô gái còn trẻ tuổi khai tiệc mọi người chỉ tùy tiện ăn một ít nửa chừng lại xảy ra chuyện trinh nương và người nhà liễu hương ầm ĩ với nhau trịnh nhị thái thái đành rời tiệc đi xử lý trinh nương đã quên mất khi nãy cầm kéo đâm vào tim liễu hương thế nào chỉ cảm thấy bên cạnh có người nói gì đó nàng ta liền phừng phừng lừa giận rồi xông lên bây giờ tất cả mọi người đang dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng ta lại thêm người nhà liễu hương luôn miệng đòi kiện lên quan phủ trinh nương luống cuống tay chân nhớ đến lúc còn trong tộc không hiếm lần thấy cảnh nha hoàn bị đánh chết, liền chống nạnh lớn tiếng nói, loại hồ ly tinh đó, ta gặp được con nào sẽ đánh chết con đó. Ở bên này Lâm gì cũng được nghe nha hoàn run rẩy kể lại chuyện của Trinh Nương, trừ tiểu thư nói phải lột ra liễu hương ném tới biên cương mới đúng, đánh chết như vậy tính ra còn hời cho liễu hương. Về sau ai muốn bỏ lên giường tam gia đều sẽ chịu kết cục này, người nhà liễu hương có kiện nàng ta cũng không sợ nàng ta nói còn nói Liễu Hương là ác nô lấn lướt chủ, muốn đưa cả nhà Liễu Hương vào Đại Lao. Một tiểu thư còn nhỏ tuổi như Trinh Nương không có khả năng nói ra những lời ác độc như vậy, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể mặc cho Trịnh Gia phát tác câu chuyện theo ý mình. Chưa kể, chủ tớ Lâm Huyền tận mắt nhìn thấy Trinh Nương bê bết đầy máu, về sau có chuyện gì Lâm Huyền cũng được tính là nhân chứng. Cho nên trịnh nhị thái thái mới nhiệt tình lôi kéo Lâm Huyền như vậy kỳ thật trịnh nhị thái thái không cần quá sốt ruột trịnh lão thái thái sẽ không cho phép người như trinh nương qua cửa nhà mình xử lý chuyện này cùng lắm chỉ cần đúng thời cơ là xong chưa kể trịnh gia bây giờ còn cần mẹ con trinh nương ở trong phủ quấy phá làm khiên đỡ lâm di đi theo trịnh thất tiểu thư đi thăm đàn cáo trắng ở trong lồng cáo mẹ hùng hổ đi qua đi lại trước mặt lâm di thỉnh thoảng lại nhe răng gầm gừ đe dọa Trịnh thất tiểu thư đang định tìm hạ nhân dụ cáo mẹ đi để xem cáo con thì cáo mẹ bỗng chít một tiếng, cụp tay chui vào góc lồng. Lâm Di quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một đôi giày gấm đen thiêu hoa văn tường vân. Trịnh thất tiểu thư vui vẻ gọi, thập cửu thúc. Lâm Di đành phải theo lễ nghi chào hỏi tôn thất, chỉnh đốn trang phục quỳ xuống, cúi đầu thật thấp. Trước đó Chu thập cửu chưa hề nói mình là tôn thất, nàng có thể vờ không biết hành lễ qua loa là được. Nhưng bây giờ thân phận anh ta đã được làm rõ, nàng không thể tiếp tục giả bộ nữa. Đứng lên đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 73, đối thủ. Giày mà Chu Thập Cửu đang mang giày hơn giày thường gần một tấc là loại giày dùng khi cưỡi khoái mã. Chuyện nghiêm đại nhân ở Phúc Kiến tra ra việc thất thoát bạc chống thiên tai đến trịnh các lão cũng không biết. Thế mà Chu Thập Cửu lại vô cùng tương tận nếu chu thập cửu biết tin nhờ tự mình nghe ngóng với tính tình của anh ta nhất định sẽ không dễ dàng nói cho trịnh gia và trần gia biết như vậy chu thập cửu hành sự luôn rất chặt chẽ nhất cử nhất động của anh ta đều có thâm ý riêng lầm gì nghĩ tới nghĩ lui hẳn hoàng thượng đã lệnh cho chu thập cửu đến phúc kiến xem xét anh ta mới có thể tới nói cho trịnh các lão biết để cùng bàn tính bước kế tiếp thêm nữa chu thập cửu dày công tính kế lâu như vậy thuyết phục trịnh lão phu nhân đồng ý dẫn bọn họ đến chỗ quốc cữu đưa thư cho thái hậu nương nương lại khiến lâm gia cùng đường mặt lộ phải công khai đối đầu với thành quốc công anh ta âm thầm sắp xếp từng bước một chặt chẽ như thế thánh thượng không có khả năng không chú ý đến phúc kiến thành quốc công có quan hệ qua lại với đại đa số gia tộc huân quý phía quan văn đã có nghiêm đại nhân không sợ chết nếu phải phái thêm người đến phúc kiến tôn thất không lớn không nhỏ như chu thập cửu chính là sự lựa chọn tốt nhất. Không rõ ràng suy luận có đúng hay không, nhưng nếu muốn xin chu thập cửu giúp đỡ, trực tiếp yêu cầu vẫn hơn, dù sao thì nàng có tính cũng không tỉnh lại anh ta. Đứng lên đi, nghe thấy giọng chu thập cửu, lâm di khẽ thở ra một hơi, xem ra nàng đoán đúng rồi. Mặt ngoài chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, kỳ thật trong lòng hoàn toàn không tình nguyện. Nhìn như kính cần nghe lời, kỳ thật trong lòng yêu hay ghét vô cùng rõ ràng, tính tình như thế, về sau phải ở địa vị gì cô nhóc mới bớt khách khí với mình nhỉ? Chu thập cửu mỉm cười, ánh mắt khó lường nhưng vẻ mặt lại hết sức tùy ý, ta phải lập tức rời kinh, cô cần bao lâu mới viết xong thư? Dẫu có sảng khoái nhận lời, cũng chưa chắc cô nhóc sẽ dám để chàng đưa thư hồ. Quả nhiên cô nhóc trao mày. Lầm gì đúng là đang do dự, lần đầu tiên trịnh thất tiểu thư dẫn nàng đi tìm chu thập cừu xin giúp đỡ cũng là tình cảnh thế này nhưng cuối cùng nàng vẫn bị anh ta lợi dụng xong ngẫm đi ngẫm lại bây giờ cha đã ở phúc ninh rồi nàng không có đường nào khác để chọn xin quận vương ra chờ một lát tôi đi viết ngay bây giờ được chàng nhận lời nhưng chân mày lại hơi nhướng khiến người ta đoán không ra đằng sau lời này còn có bao nhiêu ẩn ý lâm di hơi hé miệng nếu đã hạ quyết tâm thì không thể do dự nữa, bằng khả năng tính toán của Chu thập cửu, hẳn anh ta sẽ không thèm khó xử một cô gái nhỏ như nàng. Lâm Di quay đầu nhìn Trịnh Thất tiểu thư, "Ta và muội về phòng viết thư thôi." Trịnh Thất tiểu thư gật đầu. Lâm Di theo Trịnh Thất tiểu thư đến thủy trúc viên, nghe tiếng lá xào xạc trong gió, nhìn cảnh trúc xanh biếc, uốn lượn, Lâm Di không nhịn được ngoảnh đầu lại nhìn bóng dáng đứng chắp tay bên hàng cây xanh um kia nàng tiếp tục bước nhanh về phía trước, lá trúc bay la đà vương vào vạt áo, khiến nàng phải dừng lại phải trúng đi. Từ trong rừng trúc, nàng phảng phất thấy được người kia nở một nụ cười cực kỳ nhạt, mơ hồ tựa như mây trên trời, rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng lại không biết rốt cuộc nó cách mình bao xa. Lâm Di nghiêng đầu sai linh lung đi tìm lão thái thái nhánh cả, kín đáo nói cho lão thái thái biết, khang quận vương phải rời kinh, ta muốn gửi thư cho cha xin cha sớm hồi kinh. Linh Lung gật đầu, vội vàng đi tới phòng khách. Lúc Linh Lung quay lại thì Lâm Di đã viết thư xong, Linh Lung bước lại hành lễ rồi truyền lời, lão thái thái nói, nếu là thư nhà thì tiểu thư cử liệu xem mà viết. Lâm Di cầm bức thư lên thổi cho khô mực. Bấy giờ trịnh thất tiểu thư mới bước lại, có cần ta đi lấy sơn dầu tới không, tỷ có mang theo con dấu tùy thân không? Lâm Di cười nói, chỉ là thư nhà dùng sắp thơm dán lại là được rồi. Dẫu nàng không dùng sơn dầu niêm phong thư, Chu Thập Cửu hẳn cũng chẳng mở ra xem đâu. Chu Thập Cửu có thể lợi dụng nàng, vậy nàng cũng có thể lợi dụng sự kiêu ngạo của anh ta. Chu Thập Cửu có thể trong đông đảo thợ săn sông lên phía trước bắt được cáo trắng, kỹ thuật cưỡi ngựa của anh ta nhất định rất cừ khôi, còn ai đưa thư nhanh hơn anh ta nữa chứ? Chưa kể, cho dù nàng không qua Chu Thập Cửu đưa tin cho cha, trong thư viết gì chắc hẳn vẫn bị anh ta biết được. Đã tránh không khỏi thì còn tránh làm gì? Lâm Di đưa bức thư không được niêm phong bằng sơn cho Chu Thập Cửu. Chu Thập Cửu chẳng hề liếc nhìn lần nào đã nhét vào trong ngực áo, ta sẽ đưa được thư đến tay người nên nhận. Giọng chàng rất dễ nghe, bởi vì từng âm điệu đều cực chuẩn cho nên nghe mới êm tai như vậy. Lâm Di lại định hành lễ. Chu Thập Cửu khẽ cười, tiếng cười kia như muốn nói anh ta có thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng nàng khiến người nghe không khỏi trột dạ trước khi lâm di kịp ngẩng đầu lên đối phương đã cất bước đi khỏi rồi trên đường trở về trần gia lão thái thái nhánh cả tựa trên gối tròn thiêu hoa sen nhìn lâm di lâm di chậm rãi nói thập cửu thúc của trịnh thất tiểu thư mà cháu từng nhắc với bá tổ mẫu trước đây chính là khang quận vương lão thái thái nhánh cả kinh ngạc lâm di thử độ nóng của chén trà rồi dùng hai tay đưa cho bà cháu cứ tưởng đó là trưởng bối của trịnh gia không ngờ lại là tôn thất lão thai thai nhánh cả hớp một ngụm trà táo cụp mắt nhìn xuống không thể trách cháu trịnh thất tiểu thư gọi ngày ấy là thúc thúc làm sao có thể là người bên nhà mẹ đẻ của huệ hòa quận chúa được lâm di gật đầu nàng bị cách xưng hô của trịnh thất tiểu thư làm cho rối rắm Tổ phụ của Khang Quận Vương là con trai thứ 9 của Thái Tổ, đến thời thành tổ ông ấy được phong làm Khang Quận Vương, qua đời Cao Tông rồi đến chiều bây giờ. Khang Quận Vương đương nhiên có bối phận cao trong số các tôn thất, theo Lý Huệ Hòa Quận Chúa quả thật phải gọi ngày ấy là Thập Cửu Thúc. Chẳng qua trước đó Khang Quận Vương vẫn chưa được phục tước, cho nên mọi người cũng tùy tiện xưng hô. Trịnh thất tiểu thư vốn thẳng tính, học theo Huệ Hòa Quận Chúa gọi lung tung cũng là chuyện dễ hiểu lâm di nghe nói cũng hiểu ra cho dù đều là tôn thân cũng vẫn phải xem ai thân phận cao quý hơn đối với tôn thất đã bị hoạch tội đoạt tước rồi thì có thể tùy ý hơn một chút lão thái thay nhánh cả nhướng mắt nhìn nàng cháu nghĩ sao mà lại nhờ khang quận vương đưa thư hộ vậy lâm di cúi đầu cháu đoán khang quận vương có khả năng phải đến phúc kiến vì vậy đánh liều hỏi thử ai ngờ thật sự là vậy nói đến đây nàng dừng một thoáng lúc ở phúc kiến Cha nhiều lần qua lại với Quan Thanh Liêm nơi đó, lần này Nghiêm đại nhân đến Phúc Kiến kiểm tra công tác xử lý thiên tai, đối với Phúc Kiến mà nói thì chính là một cơ hội lớn, cháu sợ cha sẽ vì chuyện này mà lần nữa không chịu hồi kinh. Cơ hội đã chờ đợi nhiều năm ở ngay trước mắt, cha nhất định sẽ không bỏ mặc. E rằng việc cha trở lại Phúc Ninh bàn giao công vụ cũng chỉ là một nước cờ của Chu thập cửu. Sau khi cha về đến Phúc Kiến, ắt hẳn sẽ lại dâng chào khí huyết muốn giúp nghiêm đại nhân đối phó với thành quốc công mà đã xa chân vào thì sẽ không rút ra được ai cũng nói cờ phú quý trong hiểm nguy là chuyện tất yếu nhưng tính cha cương trực nhường ấy sẽ không có chuyện ông bo bo giữ mình chỉ sợ về sau ông bất cần dẫn lửa đốt chính mình thôi so với chuyện theo đuổi vinh hoa phú quý nàng mong muốn cả nhà có thể bình an hơn bá tổ mẫu đều tại cháu tự động chủ trương Lâm Di vốn muốn nói rõ với lão Thái Thái nhánh cả trước, chẳng qua lúc đó họ đang ở Trịnh Gia, nói chuyện không tiện, thời gian lại cấp bách. Bên Phúc Kiến đã có manh mối thì phải cấp tốc xử lý, càng kéo dài Thành Quốc công càng có nhiều thời gian che giấu hơn. Chu Thập Cừu sẽ không chỉ hoãn chính sự để đợi nàng. Lão Thái Thái chăm chú nhìn Lâm Di, dường như thấy được bóng dáng của Doãn lễ từ trên người nàng. Trần Gia có thể thành huân quý cũng vì tổ tông Trần Gia có chỗ hơn người. Chắc do ông trời đã yêu ái cho Trần Gia quá nhiều phú quý, nên không cho họ hậu nhân kế thừa. Doãn lễ từ nhỏ đã thông minh, bà con tưởng tương lai Trần Gia sẽ lại được thịnh vượng nhờ Doãn lễ, không ngờ con trai lại bạc mệnh mất sớm. Cháu viết gì trong thư thê? Lồng mi lâm di khẽ run, cháu chỉ viết trong kinh có biến, bá tổ mẫu bảo cha mau trở về thời gian quá gấp không thể viết nhiều hơn lão thái thái nhánh cả tán thưởng nhìn nàng thư nhà như thế cho dù nửa đường bị người khác đọc cũng không nhìn ra được gì đó chính là ý của nàng đã mời chu thập cửu hỗ trợ thì cũng phải có biện pháp đề phòng anh ta lão thái thái thở dài không tham dự vào chuyện này cha cháu khó tránh khỏi tiếp nuối trong lòng nhưng tính cách cha cháu như vậy thật sự rất khó làm nên đại sự lâm di cúi đầu cha không đời nào ngó lơ chuyện của phúc kiến đâu cháu chỉ cho rằng cha ít can dự vào đó được chút nào hay chút đó nàng chỉ mong trong tình hình cấp bách như vậy cha có thể tự biết giữ mình thành quốc công là một tảng đá lớn không có khả năng một sớm một chiều liền bị đập nát lão thay thay nhánh cả nhướng mày mấy chuyện này là ai dạy cháu vậy lâm di đáp khẽ thỉnh thoảng nhân ngữ thu tiên sinh cũng có nói qua về chuyện đấu đá trên chính trường à con bé này, nhân ngữ thu đúng là không phí công dạy dỗ cháu. Nhân gia từng xuất ra mấy đời đế sư, xem ra nhân ngữ thu không chỉ là một tài nữ giỏi cầm kỳ thi họa thôi. Chẳng qua, thầy giỏi quan trọng, nhưng không có học sinh giỏi thì cũng chẳng làm nên được chuyện gì. Đế sư, thầy của hoàng đế. Lão thai thay nhánh cả kéo lâm di ôm vào lòng, quyết định chỉ bảo cho nàng nhiều hơn, nghiêm đại nhân tố cáo thành công, cha cháu sẽ được một phần công lao, cho dù cha cháu có dốc toàn lực ra, phần công lao được chia vẫn y vậy, không đổi. Kẻ ra mặt đảm đương không nhiều, nhưng kẻ chờ kiếm một chén canh lại không ít, người trong quan trường nhất định phải luôn giữ cho mình một đường lui. Lâm Di gật đầu, đối với chính trị nàng cũng chỉ biết sơ sơ mặt ngoài, chờ đến khi con đường làm quan của cha được bằng phẳng, nàng sẽ không cần nghĩ ngợi mấy thứ này nữa. Khang quận vương quả nhiên âm thầm đến phúc kiến Hai ngày sau trong kinh vẫn chẳng có tin tức nào truyền ra. Lâm gì không cho rằng thế cục ở Phúc Kiến có thể bình định sớm như vậy. Chưa rõ văn võ bá quan thế nào, nhưng ánh mắt của các phu nhân trong kinh thành bây giờ đều đổ dồn về phía trịnh gia. Chuyện một mạng người mất dưới tay chủ tiểu thư đang lan truyền vô cùng nhanh chóng. Trịnh gia vốn định hứa hôn tiểu thư chủ gia cho trịnh tam gia. Ai ngờ tiểu thư chủ gia vừa biết trịnh tam gia có thông phòng, không nói lời nào đã lập tức dùng kéo đâm thủng ngực nha hoàn thông phòng nọ giết nha hoàn thông phòng xong tiểu thư chủ gia còn định giết luôn hai nha hoàn nhị đẳng bên người trịnh tam gia may nhờ có trần tam tiểu thư và trịnh từ tiểu thư ngăn lại bởi vì chuyện này mà trần tam tiểu thư bị kinh hãi quá độ sau khi trở về trần gia liền bệnh liệt giường nghe nói xong lâm di mới hiểu máu tươi trên người lâm huyền là do ngăn cản trinh nương mà ra Rốt cuộc có phải vì cứu hai nha hoàn nên mới ra tay can gián hay không? Chỉ mình Lâm Nguyền rõ nhất. Sau vài ngày lo lắng thấp thỏm, tiêu thị thừa dịp rảnh rỗi đại ít bàn tiệc ở chỗ nhánh cả. Ai ngờ lại vời tới người không được mời, còn khách tưởng không đến đều đến cả. chương 74, Thăm dò Tiêu thị vốn muốn trả lễ mấy vị thái thái thiết đãi mình trước đó, lại quên mất đầu tháng 8 chính là thời điểm thi hương các thái thái có con cháu dự thi đều không đến, trong khi đó thân thích bên nhà mẹ Tiêu thị lại tới không ít. So với mấy bữa tiệc trước đó, lần này Lâm Di bận rộn hơn nhiều, để các bà dì cầm tay ngắm nghía một lượt, sau đó còn phải cúi đầu gọi mấy tiếng biểu ca. Theo ý lão thái thái chi trưởng thì như vậy cũng tốt, giúp Lâm Di làm quen sớm, mấy ngày nữa trở về huyện tộc cũng sẽ gặp cảnh giống thế này thôi. Ngoài ra, sang chỗ chi trường mở tiệc cũng là một cách gián tiếp để người trong tộc biết được rằng chi trường đang có ý định nhận con thừa tư cứ cho nhị lão thái thái đồng thị thời gian chạy trọt tứ phía đi để bà ta có cơ hội tung ra hết mọi thủ đoạn về sau bọn họ đỡ phải mệt đầu lão thái thái nhánh cả nghe nói lâm di ở trong sân bị sờ nắn xoay vòng như nhào bột thì bật cười may mà lục nha đầu vẫn còn nhỏ tuổi bằng không chắc đã bị vùi dập đến hỏng mất rồi Bạch ma ma đấm chân cho lão thái thái nhánh cả, đây cũng là chuyện tốt, chứng tỏ tương lai chẳng cần phải lo chuyện gà lục tiểu thư nhà chúng ta. Lão thái thái nhánh cả trước đó đã viện cớ không khỏe trốn trong phòng, giờ nhàn nhã cầm chén trà lên uống một hớp, có con gái dòng chính của gia đình tốt nào phải lo lắng chuyện xuất giá đâu, khác chăng là gà cao hay gà thấp, phẩm hạnh của cô gia tốt hay xấu thôi. Ta thì không tán thành cái gì biểu ca biểu muội đã thân càng thêm thân tiểu tiêu thị nhu nhược có mẹ chồng là gì chỉ tổ thêm việc cho lục nha đầu lâm di vừa bước qua bậc cửa đúng lúc nghe thấy được lời này thỉnh thoảng lão thái thay nhánh cả lại nhắc tới chuyện chung thân của nàng nhưng chưa bao giờ trực tiếp để lộ ý thích của mình thế nào nhớ tới dáng vẻ bị các gì nói đến á khẩu của tiêu thị khi nãy lâm di âm thầm thở phào rèm lưu ly li khẽ lay động lâm di bước vào phòng cửa sổ hai bên đều đang mở một cơn gió thổi vào khiến người ta thấy khoan khoái hơn rất nhiều lão thái thai nhánh cả cười nhìn lâm di rồi bảo bạch ma ma đi lấy nước cho lục tiểu thư rửa mặt trải đầu nào đã vào thu nhưng trời vẫn rất nóng lâm di sai nha hoàn mang trà dưa hấu tới hầu hạ lão thái thai nhánh cả uống bằng hết mới thôi bà bị nhiệt miệng vì vậy mới không muốn ra ngoài nói chuyện với mọi người lâm di nâng một cái hộp nhỏ lên đây là bột làm từ vỏ dưa hấu nướng khô giã nhuyễn. Bá tổ mẫu ăn hãy đắp lên chỗ lở, sẽ nhanh khỏi lắm. Nhân ngữ tu tiên sinh thường khen nàng nhiều tài lẻ. Nàng chỉ cảm thấy khi nào bệnh nặng mới nên mời lang trung. Còn bệnh vặt thường ngày thì không cần phiền đến lang trung làm gì. Cho nên với tính không thích hễ chốt là mời lang trung của lão thái thai nhánh cả. Tài lẻ của nàng có ích vô cùng. Hai bà cháu đang nói chuyện. Hoành ca bỗng chạy sộc vào, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi, xem ra là vừa mới ở cùng mấy vị biểu ca và gì trở lại. Ai nghe nói tới chuyện hoành ca được vào thư viện bạch hách học tập cũng đều tỏ ra hâm mộ. Ca ca tề ra sắp phải vào trường thi, cháu định ngày mai sang đó tặng huynh ấy hầu bao cầu may mắn. Hoành ca móc từ trong ngực ra một cái hầu bao có thiêu chữ phúc, bên trong là tàn hương đầu ngày mà hoành ca tới chùa Thanh Hoa hôm trước xin được. Trường thi hương sắp mở, hương hỏa ở chùa Thanh Hoa liền thịnh hơn ngày thường không biết bao nhiêu lần, tàn hương đầu ngày càng thêm khó cầu, hoành ca hẳn đã mất cả ngày mới lấy được. Lão thai thai nhánh cả hiền từ nói, cháu bỏ công như vậy, cũng xem như tôn sư trọng đạo. Chẳng biết lần này tề nhị lang có thể thi tốt hơn lâm chính thanh hay không? Nói chuyện thêm một lát, huynh muội hoành ca và lâm di cùng ra tiền viện giúp tiêu thị thu dọn tàn cuộc lão thái thái nhánh cả nghiêng người nằm trên giường la hán một lát sau khẽ hé mắt nhìn bạch ma ma ra hồ hái hai nhánh sen hồng chuẩn bị thêm một phần giấy bút nghiên mực rồi đưa tới tề ra đi bạch ma ma cười nói nô tì đi làm ngay đây xem ra lão thái thái đã để mắt đến nhị gia của nhà họ tề lão thái thái nhánh cả khép ống tay áo lại đều đã gửi lễ tới cho các gia đình trong tộc có con cháu sắp vào trường thi rồi chứ Mấy năm qua lơ là thì cũng đành, nhưng năm nay Tam Thái Thái giúp nhánh cả quản lý chuyện nhà, không được để có sơ sót gì. Bạch Mama khom lưng đáp, Lão Thái Thái yên tâm, tối hôm qua Lục Tiểu Thư đã kiểm tra danh sách kỹ lưỡng, tộc nhân trực hệ không nói, ngay cả thân thích xa cũng đều có phần à. Nghe là Lâm Di Đích thân lo liệu, Lão Thái Thái nhánh cả liền nhẹ lòng, lại thấy trên mặt Bạch Mama treo nụ cười đầy thâm ý trong phòng không còn ai nên bà cũng không cố kỵ nói thẳng luôn ngươi thấy tề nhị ra thế nào bạch ma ma phất tay cho tiểu nha hoàn trong phòng lui ra tuy số lần nô tỳ gặp cậu ấy không tính là nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra phẩm hạnh của tề nhị gia thật sự rất được, nếu không đã chẳng nhận lời phụ đạo cho nhị gia nhà chúng ta. Người khác không nói, nhưng tam lão gia hẳn sẽ là người đầu tiên tán thành mối này. Lão thai thai nhánh cả ngồi dậy, để bạch ma ma đi giày giúp mình, lão tam tất nhiên sẽ tán thành. Trước đó ta có dò hỏi thử nó, nó nói muốn tìm con cháu dòng dõi thư hương làm con gì. Lúc còn ở Phúc Ninh, nó từng có ý định với nhân gia, chỉ là con cháu nhân gia quá phóng khoáng, không hẳn là tốt. Nó còn thầm nghĩ, nếu không tìm được con cháu nhà thư hương thích hợp, thả tới nông thôn tìm gia đình nào trung thực gả con gái vẫn hơn. Tiêu thị đã dặn dò hạ nhân thu dọn sân viện tử tế, không còn chỗ cho mình nhúng tay, cho nên Lâm Di trở lại phòng của lão thái thái nhánh cả. Tiểu Nha hoàn canh cửa biết lão thái thái nhánh cả không cố kỵ lục tiểu thư bất kỳ chuyện gì, cho nên không ngăn nàng lại. Lâm Di bước vào, chẳng ngờ vừa hay nghe thấy lão thái thái nói mấy lời này, lòng hiếu kỳ khiến nàng im lặng lắng nghe. Bạch mama bật cười, "Lục tiểu thư đâu thích hợp làm bà địa chủ." Lâm Di nghe nói cũng không nhịn được muốn phì cười. Ngẫm lại thì làm bà địa chủ cũng không có gì không tốt, có ruộng nương chẳng phải lo ăn lo mặc. Nếu không phải lão thái thay nhánh cả từng nói với nàng rằng, cháu cho rằng làm tiểu địa chủ thì không bị quan phủ đe đâu à. Trong nhà không có người làm quan thì làm gì cũng khó, cháu chưa từng trải qua những ngày tháng như vậy nên mới không biết đấy thôi. Sao nàng lại không biết chứ, chỉ là cố tình bỏ qua mặt xấu của nó mà thôi. Ở trong phòng, lão thái thái nhánh cả nói tiếp, lão tam từ nhỏ đã qua lại với không ít con cháu nhà võ tướng, biết võ tướng vốn thô lỗ, sợ lâm di gả sang phải chịu khổ. Triều đại chu ta từng trọng văn khinh võ, phàm là võ tướng có chút bản lĩnh đều liều lĩnh vô cùng. Ta lo nghĩ cho lục nha đầu, nhưng nói thế nào cũng phải cân nhắc tới ý của lão tam. Lâm Di nghe lỏm tới đây cũng không định mặt dày nghe tiếp nữa, đưa tay vén rèm đi vào, oan ngoãn ngồi xuống cạnh lão thái thái nhánh cả. Bạch mama thấy thế thì hé miệng cười mỉm, bày trái cây lên bàn cho hai bà cháu rồi vội vàng đi đưa quà cho Tề ra. Lão thái thái nhánh cả biết Lâm Di nhất định đã nghe được vài lời bà nói vừa rồi, thế là nhân tiện nói thêm vài câu luôn, phụ nữ sau khi lấy chồng thì phải dựa vào phu quân. Bà ngắm nhìn Lâm Di, phận nữ không thể chọn sinh ra ở nhà nào, nhưng vẫn có thể chọn hôn phu cho mình lúc đại tỷ cháu chuẩn bị xuất giá, ta cũng tuyển chọn vô cùng tỉ mỉ, gia cảnh phẩm chất tất nhiên rất quan trọng, nhưng tính cách cũng phải phù hợp thì mới có thể sống với nhau dài lâu. Chỉ khi tìm cho cháu được một mối tốt, ta mới yên tâm được phần nào. Mọi mặt tề nhị lang đều tốt, chỉ là tính cách hơi cứng nhắc quá mức, có điều lục nha đầu rất hòa hợp với hai tiểu thư tề gia. Duyên phận không ai nói trước được, trường bối cũng chỉ có thể nhìn đoán sơ về sau thế nào thì phải chờ sau khi lấy nhau về rồi mới biết. Nhà họ và tề gia qua lại không tệ, giờ còn cần xem ý tề gia thế nào. Lâm Di trở lại trong phòng mình, Linh Lung đã hỏi thăm được, Bạch Ma Ma cân nhắc cả buổi rồi chọn được hai nhánh hoa sen đẹp nhất, kèm với một bộ giấy nghiên mực đưa đến tề gia. Hoa sen là hoa như ý, ý chúc tề nhị lang được lên bảng quê. Là tên của bảng điểm để tên những người đậu kỳ thi hương. Kỳ thi này diễn ra trong hai tuần đầu tháng 9 em lịch. Đây cũng là mùa hoa quế nữa, bởi vì quế đồng âm với với từ quý, nên từ bảng quế được người dân hay dùng. Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại trưởng bối trong nhà có động thái sắp xếp chuyện hôn nhân cho nàng. Lâm gì nghĩ tới đây thì không nén được nỗi thấp thỏm, đưa mắt nhìn cây hoa quế bên cửa sổ. Nếu có thể chọn, nàng thật sự không muốn xuất giá. Nhưng nàng cũng biết, đó là suy nghĩ không thực tế làm gì có nhà nào chịu giữ con gái trong nhà không gả ra ngoài như nhân ngữ thu tiên sinh cũng là vì quá trình cưới hỏi xảy ra vấn đề cho nên người mới quyết tâm không rời khuê các nữa trải qua chuyện kiếp trước cho dù nàng nhìn thoáng thì trận lửa lớn kia vẫn để lại một bóng ma trong lòng nàng nhưng sớm muộn gì nàng cũng phải gả cho người ta thôi chỉ chớp mắt đã tới lúc thi sinh tham gia thi hương vào trường thi Bảy ngày sau bọn họ đã thi xong 3 bài thi, những tiểu sinh chưa đủ tư cách tham gia thi như Hoành Ca đều đã chạy tới trước của trường thi cảm nhận không khí thi cử căng thẳng từ sớm. Sau khi trải qua 7 ngày căng thẳng trong trường thi, ai bước ra cũng loạn choạng không vững, chỉ mỗi lâm chính thanh là vẫn ung dung, lên nộp bài thi trước thời hạn. Tề nhị lang cẩn thận làm bài, đến tận phút cuối mới rời khỏi trường thi. Lâm Di nghe nói lại cũng thấy không khác gì chuyện ở kiếp trước. Qua đợt thi hương này, thanh danh của Lâm Chính Thanh càng nổi hơn cả lúc trước. Chỉ mấy ngày sau, bảng thành tích nhanh chóng được dán lên, Tề Nhị Lang đứng hàng thứ 38, Lâm Chính Thanh đứng đầu, chúng giải nguyên. Nhà có con cháu được điền tên lên ất bảng đều mở tiệc ăn mừng, đậu cử nhân chính là tương đương với có tư cách xuất sĩ làm quan đấy. Trong kinh lập tức lại nổi lên một đợt tìm đối tượng nghị thân, mục tiêu đều là những cái tên nổi danh trên ất bảng ất bảng là tấm bảng ghi tên người đậu tú tài cử nhân trong kỳ thi hương lâm gia dĩ nhiên không cần nói tới tề ra cũng có rất nhiều khách tới cửa lấy ra thế hai nhà cho dù không thể để tên trên bảng quế của kỳ thi mùa xuân thì bọn họ vẫn có thể nhập sĩ tề nhị thái thái tự mình đến đáp lễ với lão thái thái nhánh cả cười hỏi thăm tin tức của trần doãn viễn tam lão gia gần về kinh rồi chứ ạ à? lão thái thái nhánh cả nhấc nắp chén trà lên gạt lá trà sang một bên tính thời gian thì chắc cũng sắp rồi trở về vừa hay đi nhậm chức luôn tề nhị thái thái củi đầu cười sau này tam lão ra nhậm chức ở trong kinh cũng tiện chăm nom cho lão thái thái nhiều hơn lão thái thái nhánh cả cười đúng vậy ta già rồi nên có người gần bên để dựa dẫm lâm di ngồi bên cạnh nhìn nụ cười trên mặt tề nhị thái thái khóe mắt không khỏi giật một cái bởi vì cha có thể ở lại kinh lão thái thái nhánh cả lại muốn nhận ông làm con thừa tử tề ra mới đến thân cận với nhà họ cũng không có gì khó hiểu cưới hỏi luôn là vấn đề cần cân nhắc cẩn thận hai bên nam nữ đều muốn xem xét ra thế của nhau trước sau đó mới tính đến phẩm chất của đối tượng chuyện cưới hỏi giữa hai người nam nữ ấy là nói là cuộc kết giao giữa hai nhà thì đúng hơn hảo cảm chỉ là điểm khởi đầu tề nhị thái thái đưa tay ngoắc bảo lâm di lại gần mình cười bảo tam tỷ nhi và ngũ tỷ nhi nhà ta cứ nhắc tới lục tiểu thư mãi vài bữa nữa mời lục tiểu thư qua nhà ngồi chơi một lát nhé lâm di cúi đầu cười tề nhị thái thái lại ngọt ngào thêm vào tam tỷ nhi còn thiếu cháu một cái vòng tay đầy kỳ thi hương kết thúc các thi sinh đều thở phào nhẹ nhõm nhưng bầu không khí ở trần gia lại trở nên căng thẳng hơn Tiêu thị khổ sở than, không biết lão gia bên kia thế nào rồi, cũng chẳng gửi được một lá thư về nhà. Lão thái thái nhánh cả lần Phật Châu, chờ thêm ít ngày nữa đi. Từ Phúc Ninh đến kinh đường xá xa xôi, chậm trễ một chút cũng là chuyện thường. Lâm Di đưa trà hoa quả đến trước mặt tiêu thị, tiêu thị nói rất đúng, cha nán lại ở Phúc Ninh hơi lâu quá rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 75 xảy ra chuyện lại thêm năm sáu ngày trôi qua lòng hào hứng ăn mừng con cháu trong nhà đậu cử nhân của các gia đình trong kinh vẫn chưa giảm bớt lâm di tháp tùng tiêu thị ra ngoài mua son phấn trước cửa phủ dung các đầy xe ngựa đậu tiêu thị vốn không có tâm trạng lắm nhìn thấy cảnh này bèn bảo hạ nhân đánh xe đi không mua nữa về phủ thôi tiêu thị vừa dứt lời bên ngoài chợt có người cung kính gọi đới tỉ tỉ đã lâu không gặp Đới bà tử ngoài xe ngựa cũng đáp lại vài câu, người nọ nhanh nhảu cách thùng xe vấn an tiêu thị và lâm di. Tiêu thị chỉ ừ, một tiếng, không nói gì khác. Sau khi xe ngựa lăn bánh, đới bà tử mới nhỏ giọng bẩm lại, là bà tử quản sự của lâm gia à, nói đến mua son phấn hộ chủ nhân. Nô tỳ nhìn thấy gã sai vặt của lâm gia ôm một chồng hộp ra khỏi phù dung các. Nhiều nữ quyến chạy tới gõ cửa nhà lâm gia như vậy, Lâm gia đương nhiên phải chuẩn bị kha khá quả đáp lễ rồi. Tiêu thị nghe xong cũng chi lơ đãng nhớ mày, hiện giờ bà không có tâm trạng suy nghĩ chuyện nhà người khác. Vì muốn bầu bạn với tiêu thị, Lâm Di quyết định dọn về bên nhánh thứ hai. Gặp Lâm Di ở trong vườn, Lâm Phương cười tủm tìm, ôi trà, ta cứ tưởng phải đi dự tiệc mới được thấy lục muội muội mụ ấy chứ. Lâm Di cười đáp, xem từ tỷ nói kìa, hai phủ cũng chỉ cách nhau một con ngõ thôi mà dứt lời nàng đưa cho lâm phương mất hoa quả mình vừa làm xong tử tỉ nếm thử đi chua chua ngọt ngọt ngon miệng lắm lâm phương đi theo lâm di đến hương diệp cơ ngồi một lát thuận tiện ăn thử mút hoa quả vừa được tặng ưm trong này bỏ cái gì vậy cam thảo lâm di ngồi một bên đáp cam thảo thanh nhiệt giải độc tỉ tỉ thích thì ăn nhiều một chút nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt lâm di lâm phương luôn cảm thấy trong lời nói của vị lục muội muội này có hàm ý nhưng lại không tìm ra được sơ hở nào để bời móc ta hỏi muội này sao tam thúc phụ đi phúc ninh lâu như vậy mà không gửi cho nhà được lá thư nào hết vậy lâm di nhấp một hớp trà bạc hà thẳng thắn nói muội cũng không rõ có lẽ do phúc kiến bị lũ lụt đường không dễ đi nên mới bị chậm trễ lâm phương lập tức thấy thất vọng lâm di ở lì bên nhánh cả mãi không về chẳng biết làm trò gì ở đó vài ngày trước nhà họ còn mở tiệc chỗ nhánh cả nghiễm nhiên coi phủ nhánh cả là nhà mình. Muội bớt sang chỗ lão thái thai nhánh cả đi, lão thái thai nhánh cả đã lớn tuổi rồi, nào có sức mà chăm sóc muội. Trưởng bối không nói thì muội cũng phải tự biết mà liệu chứ. Lâm Di ngạc nhiên nhìn Lâm Phương, từ tỷ không biết lão thái thai nhánh cả đã khỏe hơn nhiều sao? Lần trước chúng ta cùng đến Trịnh gia, từ tỷ tỷ không nhìn kỹ người sao? Lâm Phương cau mày, vừa định bác bỏ lời Lâm Di thì chợt nhớ đến chuyện gặp được người nọ ở trịnh gia. Thoáng chốc tim liền đập nhanh hơn, chân cũng nhũn ra. Lúc trước nàng ta cho rằng Đại lang Lâm Gia đã là nam tử anh Tuấn nhất, không ngờ trên đời này còn có khuôn mặt khiến người ta si mê đến vậy. Ngũ quan tinh tế như tượng tạc cộng thêm khí chất cao quý người người, chỉ gặp một lần ở trịnh gia mà nàng ta đã không kiềm được, thường xuyên nhớ tới. Lâm Di liếc nhìn Lâm Phương, thật sự chúng độc quá nặng rồi. Nàng đưa tay định lấy hộp mốt tầm cam thảo trước mặt Lâm Phương lại. Lâm Phương nhướng mày, chẳng phải cho ta sao, còn lấy lại làm gì? Lâm Di bật cười, muội tưởng tử tỉ không thích. Lâm Phương bảo Minh Anh cất hộp mất quả đi, sau đó lại chấm mốt đồ ăn vặt trên bàn của Lâm Di, dề ra cả buổi mới tiến vào vấn đề chính, muội quen khang quận vương sao? Cả Trần gia đều biết chuyện cha nàng nhờ Khang quận vương giúp để được ở lại kinh rồi. Lâm Di nhẹ lắc đầu, "Không có, chỉ gặp một lần ở Trịnh gia hôm đó thôi." Nàng đáp vậy cũng không tính là nói dối, trước đó người nàng biết là Trịnh thập cửu, về sau bỗng nhiên biến thành Chu thập cửu. Chỉ có ở lần trước gặp lại, nàng mới hành lễ dành cho Tôn thất với Khang quận vương thôi. Lâm Phương hơi yên lòng, vẻ mặt cũng bớt u ám hơn nghe nói Khang quận Vương đang bàn chuyện cưới gả với Ninh Bình Hầu ra. Sao Lâm Phương lại lôi chuyện này ra nhắc nhở nàng nhỉ? Lâm Di ngẩng đầu lên hỏi, chẳng phải tỷ tỷ khá thân với ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu sao? Bình thường nhắc tới ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu, Lâm Phương luôn cười tuyết miệng, bây giờ lại bày vẻ mặt phản cảm, chỉ quen biết ngoài mặt thôi. Nhất định là lúc làm mai cho hai bên, chuyện khang quận vương vô cùng anh tuấn bị lộ ra nên ngũ tiểu thư ninh bình hầu mới muốn nhìn tận mắt lâm phương nghĩ tới đây thì thầm hư lạnh nhìn vẻ mặt nóng lòng gặp trai của ngũ tiểu thư ninh bình hầu đi thật sự là không ra gì thảo nào người ta đều nói nhà ninh bình hầu mà là huân quý cái gì là nhà giàu mới nổi thì có nếu thân thiết lâm di hơn chắc chắn lâm phương đã ở ngay trước mặt lâm di nói xấu ngũ tiểu thư ninh bình hầu rồi lâm phương ngồi trong phòng lâm di một lúc đã thấy chán cho nên đứng dậy cáo từ lâm di dọn dẹp thay đồ xong thì đi thỉnh ăn nhị lão thái thái đồng thị nhị lão thái thái đồng thị hiếm khi thân thiết để lâm di ngồi ở cạnh mình còn sai đồng ma ma lục nha đầu quay lại rồi bữa tối nhớ chuẩn bị thêm ít đồ ăn nói xong bà ta lại nhìn lâm di đang tuổi lớn dinh dưỡng không thể qua loa mới mấy ngày không gặp mà ta thấy cháu gầy đi đấy Lâm Di cười, chắc do thời tiết quá nóng nên ăn không ngon à. nhèo mắt lắng nghe xong, nhị lão Thái Thái Đồng thị khẽ gật đầu, lát nữa ta sẽ cho người đưa thuốc thanh nhiệt sang cho cháu. Dứt lời, bà ta nhìn đồng hồ cát, hiền từ kéo tay Lâm Di, "Trở về chợp mắt nghỉ một lát đi." Lâm Di đứng dậy hành lễ với Đồng thị. Biểu cảm của Đồng thị hệt như mỗi ngày gặp Lâm Phương, từ đầu đến cuối luôn treo nụ cười trên mặt, "Mau đi đi." Lâm Di đi rồi, đồng ma ma bưng trà tới cho nhị lão thái thái đồng thị. Lần trước nô tỳ sang bên nhánh cả tặng đồ, xa xa đã nghe thấy tiếng lão thái thái nhánh cả nói cười với lục tiểu thư. Nếu không vì tam lão ra mãi không về kinh, hẳn lục tiểu thư vẫn chưa trở về bên này với tam thái thái đâu. Nhị lão thái thái đồng thị hơi nhướng mắt. Đồng ma ma nói tiếp, mấy năm qua nhà chúng ta đối xử với nhánh cả chẳng hề tệ, ai ngờ lão thái thái nhánh cả không thích con cháu trinh thống của trần thị mà lại thích nhà tam lão ra nhị lão thái thái đồng thị nhấp một hớp trà rồi đứng dậy để bọn họ đắc ý được thêm mấy ngày đi bà ta thoáng dùng một chút chuyện trong tộc nhất định phải nắm chắc tối bảo nhị lão ra sang đây nói chuyện với ta một chút đồng ma ma giả một tiếng rồi dìu nhị lão thái thái đi nghỉ ngơi ở nhánh thứ hai đúng là không thoải mái bằng bên nhánh cả Mỗi ngày đều phải nghe nhị thái thái điền thị tụng kinh, lỗ tai sắp mọc kén tới nơi luôn rồi. Huống chi thêm nhiều ngày trôi qua, Lâm Di cũng bắt đầu lo lắng cho cha. Tiêu thị do căng thẳng quá mức cuối cùng cũng ngã bệnh, buổi tối hoành ca trở về từ thư viện liền bị Lâm Di kéo tới trước giường Tiêu thị đọc sách thánh hiền. Có hai con bên cạnh, Tiêu thị mới yên lòng được chút ít. Ban đêm Tiêu thị cùng con trai và con gái ngồi trước đèn trò chuyện với nhau nói một hồi thì bắt đầu thấy buồn ngủ tiêu thị đang định bảo hạ nhân đưa thiếu gia và tiểu thư đi nghỉ ngơi thì đàm ma ma vén rèm bước vào giọng cao hơn hẳn bình thường thái thái lão gia về rồi dẫu còn đang mệt mỏi vì bệnh tiêu thị vẫn lập tức chống mình ngồi dậy thật thật sao lão gia trở về rồi giờ đang đang ở đâu tin đến quá đột ngột nên lâm di cũng vô cùng kinh ngạc đàm ma ma đáp Vừa nghe người gác cổng báo lại, hẳn sắp vào nhà rồi à. Lâm Di và Hoành Ca tiến lên đỡ tiêu thị, đàm ma ma lại cầm áo lông cừu khoác lên người bà. Ba người vừa đi tới cửa liền nhìn thấy Trần Doãn viễn mặt tiêu tụy cầm đầy dâu ria bước vào. Lão ra, tiêu thị quá mừng rỡ, giọng cũng trở nên nghẹn ngào, cuối cùng ông cũng trở về rồi. Trần Doãn viễn nhìn thấy tiểu tiêu thị miệng khô nứt đứng không vững phải để hai con đỡ thì vội vàng hỏi sao lại bệnh đến nông nỗi này cả nhà trở vào trong phòng đàm ma ma dặn dò hại nhân đi nấu nước cho tam lão ra rửa mặt trần doãn viễn rửa qua mặt cạo đi bộ râu xồm xoàm để lộ gương mặt gầy gò nhân lúc cha rửa mặt lâm di nhỏ giọng dặn linh lung em và quất hồng hãy ra ngoài trông cửa bảo mấy tiểu nha hoàn đi nghỉ trước đi ở đây không cần bọn họ hầu hạ chỉ lát sau Trần Doãn Viễn đã thay y phục sạch sẽ, dâu tóc gọn gàng bước ra. Mặc dù đã vào nhà nãy giờ, trông ông vẫn buồn bã, hối hận, chưa hoàn hồn, trông như khó chịu hơn cả chết. Trượng phu trở về, tiêu thị rốt cuộc cũng có thể yên lòng, song lâm di lại lặng lẽ siết chặt khăn tay. Cha là người thích giấu tâm sự trong lòng, vậy mà giờ lại không buồn che giấu sự suy sụp của mình như vậy. Cha, ở Phúc Kiến đã xảy ra chuyện gì vậy? Nước trà ấm vào bụng, bên tai truyền đến giọng nói mềm mại của con gái, bờ vai vốn đã mệt mỏi oằn nặng của Trần Doãn Viễn lập tức rũ xuống. Ta không sao, nhưng Khang Quận Vương bị ám sát. Tất cả mọi người đều sợ chết trận. Chu thập cửu, chẳng lẽ, lầm gì chưa bao giờ ngờ sẽ nghe thấy tin tức như vậy, bóng dáng của chu thập cửu thoáng xẹt qua trước mắt nàng. Miệng tiêu thị há hốc, mãi vẫn không ngậm lại được vậy khang quận vương. Ngọc kép, Trần Doãn viễn ủ rũ kể, nhóm quan thanh liêm ở Phúc Kiến muốn giao cho khang quận vương tất cả những chứng cứ họ thu thập được những năm qua. Ai ngờ thuyền của khang quận vương đột ngột bị đắm. Chuyện này vốn nên là ta đi làm. Nói đến đây trong mắt ông lại phừng lên lửa giận. Năm đấm siết chặt lại, hai vai run bần bật, bọn chúng muốn diệt khẩu. Trên đường hồi kinh, ta luôn nghĩ, nếu có thể bình an vào kinh, bất kể thế nào ta cũng phải dâng tấu tố cáo thành quốc công bấy giờ tiêu thị mới thấy kinh hoàng đây chính là điều lâm di lo ngại cha có thể trở về cũng chưa hẳn sẽ được bình an cha khang quận vương ngày ấy ngộp kép trần doãn viễn buồn bã nói chúng ta đi ven bờ tìm kiếm mấy ngày cũng không thấy gì mùa này thượng nguồn mưa to nước chảy rất xiết cho dù là người biết bơi cũng khó thoát thân huống chi gã sai vặt của Khang Quận Vương còn nói, ngày ấy vốn không biết bơi. Gã sai vặt của Khang Quận Vương, lầm gì thấy khó hiểu, sao gã sai vặt của Khang Quận Vương lại không đi cùng ngài ấy? Trần Doãn Viễn giải thích, Khang Quận Vương muốn hắn theo ta vào kinh, chắc đã phân phó hẳn đi làm vài chuyện quan trọng. Không đời nào có chuyện chu thập cửu bị người ta hãm hại rồi chết như vậy. Trong trí nhớ của nàng, kiếp trước Khang Quận Vương sống rất tốt, cũng chưa từng xảy ra chuyện anh ta bị rơi xuống nước tiêu thị cô chân tĩnh ngay cả quận vương mà thành quốc công cũng dám thì huống chi là lão gia lão gia định nói tới đây nước mắt bà đã chảy ra lão gia nhất định không được làm chuyện điên rồ đấy nhìn thấy chu thập cừu bị hại rơi xuống sông trong khi bản thân lại may mắn thoát nạn cha làm gì còn biết chú ý an nguy của mình nữa tiêu thị khuyên như thế cũng chỉ làm cha quyết tâm hơn thôi bây giờ mấu chốt là ở khang quận vương cha khang quận vương có dặn cha trở về kinh thì dâng sớ tố cáo thành quốc công không trần doãn viễn đang loạn trí không nghĩ được gì hồi lâu sau mới lắc đầu khang quận vương dặn ta sau khi về kinh đừng nói gì cả nhưng bây giờ đâu như lúc trước ngộp kép lâm di vội vàng thuyết phục cha nên suy nghĩ kỹ hắng quyết định nếu tùy tiện quyết định rồi phạm sai lầm như vậy có khác nào tạo thêm cơ hội cho đối phương đâu. Bây giờ không nên gấp chuyện tố cáo, tìm kiếm người quan trọng hơn. En, Lâm Di vừa dứt lời, nha hoàn ngoài cửa cất giọng báo, nhị lão thái thái đến là. Nhị lão thái thái đồng thị bước vào, chăm chú quan sát Trần Doãn Viễn từ trên xuống dưới một phen rồi đau lòng trách, đi có mấy tháng thôi mà sao trông tiểu tụy thế này hả? Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn